Mời các bạn đến với phần 1 lời khuyên về con người. Lời khuyên đầu tiên, bạn phải nghiêm khắc với bản thân và tự buộc mình làm việc. Có thể chia loài người làm hai hạng, hạng cam chịu để người khác dẫn dắt và hạng biết tự mình tiến tới. Rất nhiều người cứ chờ đợi người khác thúc giục mới chịu làm việc. Họ phải làm vì không muốn bị đói. Trái lại, những người leo nhanh trên nấc thang xã hội là những người tự biết đi tới. Họ không thể ngồi không. Khi đã có sự nghiệp, họ vẫn hăng hái làm việc. Lời khuyên số 2, dù làm việc gì, cũng phải cố gắng làm hơn điều mà người ta mong chờ ở bạn. Đó là bước đầu để tiến đến một sự nghiệp lớn. Phải làm việc như một người tự do, có nhiều cao vọng, đừng làm việc như một kẻ nô lệ. Hãy tìm hiểu tất cả những gì có thể về công ty. Bạn phải quan tâm đến công ty như một người có cổ phần trong đó. Lời khuyên số 3. Bạn phải biết quý trọng con người bạn hơn hết mọi sự. Trở thành ông chủ hay sở hữu 1 đến 2 ngôi nhà thì chưa có gì đáng nói. Một người có tiền cũng chỉ như một anh hề. Việc phát triển tài sản phải đi đôi với phát triển cá tính. Khi đã giàu có, bạn phải biết dùng 1 phần tiền để phát triển bản thân. Bạn hãy đi du lịch, hãy đọc những tác phẩm văn chương, hãy giao du với những nhân vật trọng yếu, hãy dành nhiều thời gian để học hỏi, tư duy, suy nghĩ. Chớ để của cải và tiền bạc chi phối và sai khiến con người bạn. Lời khuyên số 4. Đến khi có dịp dùng người, khi trở thành quản lý, bạn phải học bổn phận của người chủ. Bạn phải tỏ ra chính trực đối với những người lĩnh lương, phải biết xây dựng thiện cảm và sự tận tâm của họ. Trả lương không chưa đủ, phải làm thế nào để họ làm việc trong một môi trường tốt nhất. Không được làm họ sợ, nên đối xử với họ một cách công bằng, chớ tư vị, tăng lương, thăng chức cho họ theo công việc, theo kết quả làm được. Không vì tình cảm. Hãy chú ý đến đời sống của những người dưới quyền. Hãy chăm lo đến hạnh phúc và quyền lợi của những người đang giúp đỡ bạn. Lời khuyên số 5. Bạn phải phát triển quan điểm riêng, bảo vệ quyền lợi bản thân, không được để ai lấn át mình, không cam chịu bị xỏ mũi. Bạn không nên nô lệ hóa người khác, nhưng cũng không cam chịu làm con lừa cho người khác cưỡi. Bạn hãy tự thảo ra bản tuyên ngôn độc lập của mình, hợp tác với mọi người nhưng đừng để họ chi phối. Bạn càng mạnh mẽ, giàu có và thành công, bạn càng có nhiều phương tiện để giúp ích người khác. Lời khuyên số 6. Bạn không được nhụt chí vì lời phê bình hoặc phản đối của những kẻ ngốc. Bởi bạn có tài trí nên mới có người chống đối. Bạn không nên khinh miệt đồng loại, nhưng cũng không nên chịu ảnh hưởng từ họ quá nhiều. Đám đông trong xã hội nào cũng thế, đều có những ấu trĩ. Lời khuyên số 7. Bạn phải giữ vững lập trường. Trong tình trạng hỗn độn của cuộc sống, bạn cần biết tự bảo vệ mình. Bạn không được để cho kẻ khác dẫn đi lạc đường hoặc tạo áp lực vì những mục tiêu ích kỷ. Đồng thời, bạn không được quên quyền lợi và quan điểm riêng của bản thân. Không được để người ta dắt bạn như một con cừu. Phải phụng sự mục tiêu của bạn, chứ không phải của người khác. Nếu có thể được, phải cố gắng dáng sức làm những gì bạn định làm. Lời khuyên số 8. Bạn nên chọn lối sống tự do. Tự do là tiến bộ. Chế độ cũ đã tiêu diệt sáng kiến cá nhân, không giúp cho nhân loại tiến thêm một bước nào. Tự do làm nảy nở nhiều sáng kiến. Sáng kiến tạo nên sự giàu có, thịnh vượng. Không được bán rẻ tự do của bạn
để đổi lấy một chén cơm của kẻ khác. Lời khuyên số 9, bạn không thể sống buông thả, vô kỷ luật, hoặc bạn tự buộc mình tuân theo kỷ luật, hoặc bạn sẽ bị kẻ khác bắt phải tuân theo kỷ luật. Bạn phải chịu kỷ luật từ những người có quyền thế, từ dư luận công chúng, từ pháp luật. Nếu bạn vượt qua luật pháp đã có sẵn nhà tù, bạn phải suy nghĩ, kiềm chế tình cảm, đừng làm điều gì trái với lương tri. Hãy kiểm soát hành vi và giữ trọn thanh danh. Hãy làm chủ bản thân để đạt tới thành công, hạnh phúc. Lời khuyên số 10. Trong đời, rất có thể một lúc nào đó bạn phải hết lòng tin tưởng bản thân. Có nhiều lúc bạn phải nghe theo tiếng nói của thâm tâm, chứ không phải là những lời bàn tán bên ngoài. Hỏi ý kiến của kẻ khác là tốt, song chỉ trong một giới hạn nào đó. Khi định làm một công việc mà bạn tin rằng mình sẽ làm nên và biết rằng mình đủ sức, thì đừng nghe lời gièm pha của người ngoài cuộc. Bạn hãy cứ làm đi, phải tin tưởng vào chính mình đầu tiên.